Như vậy là đã hết hạng mục trang điểm, chúng ta cùng chuyển sang hạng mục skincare yêu thích. Và không thể kìm chế cái sự sung sướng ấy lại, mình muốn khoe ngay với các bạn sản phẩm yêu thích Holy Grail của mình cho đến thời điểm này, chính là Naturier Hatsumoji Skin Conditioner. Các bạn cũng đã biết rồi đấy, ở bên Nhật thì người ta gọi toner là lotion hoặc là skin conditioner, với tác dụng chính là làm dịu da và dưỡng ẩm cho da. Cái sản phẩm này thì được đựng ở trong một chai nhựa khá là đơn giản, dung dịch màu trắng đục. Nó có giá là 650 yên, mình mua ở Việt Nam là 250.000 cho một chai 500ml. Mình tính ra chắc là các bạn cũng phải dùng ít nhất là 6 tháng mới hết. Như vậy thì rất là kinh tế đúng không nào? Naturier Hatsumoji Skin Conditioner có chiết xuất từ hạt ý dĩ. Chính vì vậy mà trong tên của sản phẩm có chữ Hatsumoji, tiếng Nhật có nghĩa là hạt ý dĩ đấy ạ. Ý dĩ từ lâu đã là một phương thuốc đông y cổ truyền, có tác dụng mát gan, lợi tiểu, giải độc, hỗ trợ chữa trị các bệnh liên quan đến xương khớp, bệnh gút. Ngoài ra thì từ xa xưa người Nhật và người Trung Quốc cũng đã ăn hạt ý dĩ cùng với ngũ cốc để tăng chất lượng dinh dưỡng trong các bữa ăn của mình. Về lĩnh vực làm đẹp thì hạt ý dĩ đã được khoa học chứng minh là có chứa rất nhiều axit béo có lợi cho da này, chứa nhiều vitamin B, vitamin E, có tác dụng làm dịu da, giảm viêm, giảm sưng, làm mềm, làm mịn, giúp làm sáng da và đồng thời chống cả lão hóa nữa. Cách sử dụng toner thì các bạn có thể thấm ra bông tẩy trang, sau đó lau theo chiều của da. Nhưng mà cách mà mình sử dụng thường xuyên nhất mà cũng yêu thích nhất thì đó chính là làm lotion mask. Bạn nào mà chưa biết cách làm lotion mask thì mình sẽ để link bài viết chi tiết ở dưới description box để các bạn tham khảo thêm nhé. Mình cho rằng Naturier Hatsumoji Skin Conditioner chính là phiên bản mùa hè của lotion Hadalabo, cực kỳ đình đám trừ danh. Tuy nhiên thì hai sản phẩm này có một số điểm khác biệt nhất định. Thứ nhất là mình cảm thấy Hatsumoji này lỏng hơn Hadalabo, cho nên là khi mà mình sử dụng làm lotion mask thì nó sẽ có cảm giác mát dịu và khô ráo ở trên da hơn. Thứ hai là nếu như Hadalabo mạnh về khả năng dưỡng ẩm thì Hatsumoji lại mạnh về khả năng làm mịn và làm sáng da. Mình đã thực sự kiểm chứng điều này và rất là bất ngờ. Sau một thời gian sử dụng thì mình cảm thấy da mình mịn hơn đáng kể, đó là các cái vết sần ở trên da nó giảm đi rõ rệt. Và hơn nữa là trong khoảng 6 tháng trở lại đây, mình không hề sử dụng bất cứ một sản phẩm nào có tác dụng làm sáng da. Tuy nhiên là dưới tiết trời mùa hè nóng nực, các bạn cũng biết đấy, da mình không những không bị đen đi mà thậm chí còn lên tông một chút xíu chút xíu. Thế mới biết là tác dụng làm sáng da của em này nó hiệu quả như nào. Cho nên là cho đến bây giờ thì em này chính là sản phẩm yêu thích nhất, không thể từ bỏ của mình. À còn nữa, các bạn lưu ý một chút là trong thành phần của em này lại có cồn, tuy chỉ có một chút xíu thôi và nó đứng ở tít dưới cuối bảng thành phần. Nhưng mà nếu mà bạn bị dị ứng với cồn hoặc là bạn cảm thấy quá khắt khe và không thể chấp nhận được cồn thì hãy lưu ý khi cân nhắc em này nhé.